Tỉnh Quảng Nam là tỉnh duyên hải miền Trung với dân số 1,5 triệu người và diện tích 1.050 km², có hai di sản văn hóa thế giới là Thánh địa Mỹ Sơn và khu phố cổ Hội An, có ngành nghề công nghiệp lâu đời từ đúc đồng đến dệt vải gốm sứ. Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế mở đầu tiên của Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2003, nằm trong khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong bán kính 3.000 km, tỉnh Quảng Nam và khu kinh tế mở Chu Lai là trung tâm địa lý của các vùng kinh tế năng động, bao gồm Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với hệ thống giao thông đã và đang được đầu tư, bao gồm đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, cảng biển và sân bay quốc tế Chu Lai, khu kinh tế mở Chu Lai dễ dàng kết nối với các khu vực trong nước và thế giới. Sân bay Chu Lai là sân bay có diện tích lớn nhất Việt Nam với trên 2.000 hecta, nhà ga hàng khách diện tích 3.000 m², công suất 5 triệu tấn hàng hóa và 4,1 triệu lượt khách năm. Sân bay được quy hoạch thành sân bay trung chuyển quốc tế của vùng và khu vực, đáp ứng nhu cầu giao thương và phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hiện tại sân bay khai thác thương mại với hai đường bay Chu Lai Thành phố Hồ Chí Minh, Chu Lai Hà Nội và kế hoạch mở rộng đường bay quốc tế. Cảng biển Chu Lai Trường Hải giai đoạn 1 có chiều dài cầu cảng 300 m, tổng diện tích 16 hectare, vốn đầu tư 345 tỷ đồng, công suất bốc dỡ 12.000 container và 1 triệu tấn hàng rời năm, khả năng đón tàu tải trọng đến 10.000 tấn, kho ngoại quan có diện tích 27.600 m². Ngày 6 tháng 2 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho đầu tư cầu Cửa Đại với 50% nguồn vốn trung ương và 50% nguồn vốn địa phương, phần cầu chính từ nguồn vốn trung ương và phần đường dẫn từ nguồn vốn địa phương. Thực hiện quyết định số 108 trên 2003 QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2003 về thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, đến nay đã thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng và sản xuất tại khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó có Thaco Trường Hải Ô tô với khu phức hợp Chu Lai Trường Hải trên tổng diện tích 320 hectare, tổng nguồn vốn đầu tư 8.380 tỷ đồng với trên 20 đơn vị trực thuộc, bao gồm khu công nghiệp cơ khí ô tô, các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ, các đơn vị hỗ trợ, cảng biển Chu Lai Trường Hải và kho ngoại quan, trường cao đẳng nghề, trung tâm nghiên cứu phát triển và các đơn vị hỗ trợ khác. Nhà máy sản xuất lắp ráp xe tải Chu Lai Trường Hải công suất 25.000 xe một năm. Nhà máy sản xuất xe du lịch Trường Hải Kia có công suất 20.000 xe năm và nhà máy Vinamazda công suất 10.000 xe năm. Đặc biệt nhà máy sản xuất xe Thaco Bus với công suất 3.000 xe năm có tỷ lệ nội địa hóa công nghệ trên 90%, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trên 40%, hiện đã làm chủ công nghệ hướng đến xuất khẩu sang thị trường các nước khu vực AFTA trong tương lai gần. Công ty tự đầu tư và liên doanh liên kết sản xuất linh kiện phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí ô tô với mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm trên 40%, bảo đảm điều kiện xuất khẩu hội nhập với các nước ASEAN, gia công các chi tiết cơ khí nội địa hóa. Nhà máy gia công và cung ứng phôi thép với công suất 20.000 tấn năm, sản xuất các loại thép ống, thép hộp phục vụ sản xuất ô tô. Nhà máy cơ khí cơ bản với công suất 30.000 sản phẩm năm, các sản phẩm thùng lẫn, thùng ben, chassis. Nhà máy ghế audio với công suất 30.000 bộ ghế và 15.000 bộ audio năm. Nhà máy điện lạnh công suất 1.000 bộ năm. Nhà máy phụ tùng điện ô tô với 48.000 sản phẩm năm. Nhà máy kính ô tô với 30.000 sản phẩm năm. Nhà máy hóa chất chuyên dụng công suất 160 tấn một năm. Đầu tư trường cao đẳng nghề trên tổng diện tích 16 hectare có quy mô đào tạo 2.400 học viên một năm với đầy đủ các ngành nghề như công nghệ ô tô, gò hàn, điện công nghiệp, lắp ráp ô tô, sơn ô tô, điện ô tô và kế toán doanh nghiệp, từ những mô hình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại các nhà máy. Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải có trên 3.200 cán bộ nhân viên, với đảng bộ thành lập từ tháng 1 năm 2008 với 50 đảng viên và 4 chi bộ đảng, nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn cơ sở Thaco với 2.180 đoàn viên,
4 công đoàn cơ sở đoàn thành viên và 51 công đoàn trực thuộc. Nhiều năm liền được công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh. Đoàn thanh niên THACO với 1.720 đoàn viên, 4 liên chi đoàn và 47 chi đoàn trực thuộc được đoàn khối doanh nghiệp tỉnh công nhận danh hiệu đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm liền. Trong năm 2012, các nhà máy đã sản xuất và tiêu thụ được 22.262 xe các loại. 5 tháng đầu năm 2013 đã đạt 10.700 xe. Đóng góp ngân sách trong năm 2012 là 2.683 tỷ đồng và dự kiến đóng góp ngân sách cả năm 2013 là 3.700 tỷ đồng. Với định hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, đón đầu xu hướng ô tô hóa tại Việt Nam, hội nhập khu vực ASEAN và thế giới, công ty xây dựng vận hành khu phức hợp và khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mang đẳng cấp khu vực bằng các giải pháp liên doanh liên kết kêu gọi đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước có công nghệ phù hợp nhằm tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Công ty tiếp tục đầu tư các dự án linh kiện phụ tùng, nhà máy sản xuất linh kiện nhựa, sản xuất ống xả nhíp xe chuyên dụng, nhíp xe chuyên dụng, cao su kỹ thuật, khung ô tô, thùng nhiên liệu và tiếp tục nâng cấp các nhà máy hiện hữu với tổng vốn đầu tư trên 450 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đầu tư nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai Trường Hải, sản xuất các loại động cơ ô tô, máy nông nghiệp, tàu thuyền, máy công nghiệp, công suất 20.000 động cơ năm với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 2.600 tỷ đồng, trong đó có 1.400 tỷ đồng vay ưu đãi Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tỷ lệ nội địa hóa công nghệ của dự án là 42%, gia công chế tạo 3 trên 5 chi tiết động cơ chính, bao gồm nắp động cơ, thân động cơ và trục khuỷu. Mục tiêu dự án đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao để sản xuất tiến đến làm chủ công nghệ chế tạo động cơ, gia tăng hàm lượng kỹ thuật công nghệ trong sản phẩm ô tô sản xuất tại Việt Nam, ứng dụng và làm chủ công nghệ chế tạo động cơ nhiều xi lanh vượt qua giai đoạn công nghệ lắp ráp, tiến sâu vào sản xuất chế tạo các linh kiện phụ tùng có hàm lượng công nghệ cao, đủ điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng để sản xuất trực tiếp sang các nước trong khu vực. Hưởng ứng các chương trình phát triển công nghiệp trọng điểm đáp ứng quy hoạch ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển. Với sự đầu tư phát triển và vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Quảng Nam, khu kinh tế mở Chu Lai và khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải tiếp tục cần có các cơ chế chính sách hợp lý để phát huy tiềm năng của ngành công nghiệp tại khu kinh tế mở Chu Lai cũng như tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, thu hút thêm nữa các nhà đầu tư sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ tiến đến hình thành khu công nghiệp cơ khí đa dụng ở ô tô với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, tham gia hiệu quả vào quá trình hội nhập khu vực ASEAN và thế giới.